Chiều ngày 17 tháng 12, trong tiết trời se lạnh tại thành phố Đà Lạt, hàng trăm người dân và du khách đã tập trung bên Hồ Xuân Hương xem biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc sắc Lụa và Hẹn Nhau Đà Lạt mùa đông. Biểu diễn trên mặt Hồ Xuân Hương là những bộ sưu tập áo dài chuyển tải vẻ đẹp thơ mộng, cũng là vốn quý của Đà Lạt, với họa tiết là những tác phẩm nồng ấm sắc màu của hoa, của những dòng sông hiền hòa và sự dịu êm của biển, của nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, họa sĩ Thiên Hà, họa sĩ Đặng Tiến, lần đầu tiên được in trên lụa. Buổi biểu diễn đã giới thiệu ra công chúng 8 bộ sưu tập, khoảng 200 mẫu thiết kế với hai hình thức áo dài tơ lụa và thời trang tơ lụa. Trong đó nổi bật là bộ sưu tập áo dài hoa tranh của nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, bộ sưu tập kiến trúc Đà Lạt của nhà thiết kế Cao Duy, bộ sưu tập màu 4 mùa của nhà thiết kế Minh Hạnh. Cũng tại không gian sân khấu trên mặt hồ Xuân Hương, tối ngày 17 tháng 12 diễn ra chương trình ca nhạc có tên Nhớ Hôm Qua, mở đầu chương trình Hẹn Nhau Đà Lạt mùa đông. Theo ban tổ chức, Nhớ Hôm Qua của ngày hôm nay là những ca khúc vang bóng một thời của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Thanh Tùng, Lê Uyên, Phương.